À, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhá. Và thì bây giờ là 3 giờ chiều ngày 7 tháng 4 của năm 2020. Và thì chúng tôi đang chuẩn bị đang bốc xếp một chiếc sập thờ bằng gỗ hương đá đấy. Sập tam diện cho anh Chiêu ở xã Xuân Quang, Tam Nông, Phú Thọ. Còn cái chiếc hành chúng tôi đang vận chuyển chiếc mặt lên trước, còn chiếc mặt này khuôn tranh dày 10 phân rộng 20 phân quý vị quý vị ạ, rất là nặng và dùng tới 6 người thì mới đưa lên xe được. Và đây cái quây của nó đây quý vị, bỏ mặt bây giờ cái quây. Và chiếc sập này là có kích thước là 1m8 x 2m2 quý vị nhé, sập cổ liền, còn dạng là 10 phân chân 24. Còn chúng tôi chọn là vân rất là đẹp. Còn đây là sản phẩm chúng tôi cũng hoàn chỉnh để mộc. Ở đây chúng tôi cũng bán mộc cho vị khách hàng này sẽ lấy mộc về để sơn, tự sơn lấy. Và anh Chiêu, bằng anh Chiêu đó là anh Chiêu ở xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Và anh làm nghề thợ sơn. Và đây hôm nay là 3-4 anh em nhà anh đây cũng toàn là thợ mộc với thợ sơn cả đây, và rất là sành đồ gỗ. Và đã mua của chúng tôi một chiếc vào tháng 6 năm 2018 rồi, và hôm nay anh lại trở lại lần hai và anh lấy tiếp một chiếc sập trơn tam diện chất liệu gỗ hương đá sập vân vip. Và đây thì cái trước anh lấy là sập vụ đục ngũ phúc, và cái này anh lại chơi cái sập trơn tam diện bằng hương đá để chúng tôi chọn tuyển dọn rất đẹp. À, thì chiếc sập này chúng tôi đã lắp từ đầu tháng riêng năm 2020 này, cái trước 8/2 này cùng xe hôm trần trần rồi. Còn cái ai có nhu cầu sở hữu chiếc sập như của anh Chiêu ở Xuân Quang, Tam Nông, Phú Thọ này thì sẽ liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Và cơ sở tôi nằm tại xã Văn Quốc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vâng, số điện thoại của tôi là 0987506. Quý vị nào có nhu cầu thì cứ sẽ điện vào số điện trên. Còn chúng tôi đã để biển ở trên qua. Nào, lao đâu. Rất chi là đẹp. Và thì hôm nay là 3 giờ chiều của ngày 7 tháng 4 năm 2020. Và thì chúng tôi đang bốc xếp một chiếc sập hương đá tam diện vân vít anh Chiêu ở xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Cái chiếc sập này rất là đẹp. Và đây, trên hình ảnh quý vị đây là anh Chiêu, anh chơi người họ tên PU. Và mấy ông kia là mấy anh em cậu cháu của nhà anh. Và đã cùng tôi để bốc xếp chiếc sập này lên xe. Rất chi là đẹp.